Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 2, từ câu 13 đến câu 17. Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ, toàn thể dân chúng đến với người và người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng lên đi theo người. Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ. Còn số họ đông và họ đi theo người. Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-siêu thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế thì nói với các môn đệ người: "Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." Quý vị và các bạn thân mến, đối với người Do Thái, những người thu thuế là gương mù, cần phải tránh xa, xét về phương diện tôn giáo và xã hội, vì hai lý do. Thứ nhất, vì họ cộng tác với chính quyền ngoại quốc là Roma. Thứ hai, vì họ có bàn tay dơ bẩn bởi tiền của không trong sạch. Cho nên, họ bị dân chúng ghét bỏ vì thường xảy ra những vụ gian lận hoặc lạm thu. Do đó, tiền của người thu thuế, dân cúng vào đền thờ không được nhận. Họ không có quyền dân sự, không thể làm thẩm phán hoặc chứng nhân. Tất cả những tiếp xúc với họ đều bị coi là ô uế. Nhưng đó không phải là thái độ của Chúa Giêsu. Bởi vì người đến để kêu gọi những người tội lỗi. Việc Chúa Giêsu kêu gọi Lê-vi, một người thu thuế tội lỗi, và ghi ông vào sổ các tông đồ, đã bị những người biệt phái chỉ trích và bị coi như một người mù. Sao ông ấy lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Chúa Giêsu nghe những lời chỉ trích này và giải thích: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, chỉ có người đau ốm mới cần. Tôi đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi. Cũng như thời Chúa Giêsu, ngày nay không thiếu những kẻ giả hình, tự cho mình là nhân đức, thánh thiện, nhưng lại khinh thường kẻ khác. Cần phải sống kinh nghiệm tình yêu thương của Thiên Chúa để hiểu được bài tin mừng hôm nay. Việc Thiên Chúa yêu thương người tội lỗi không có nghĩa là Ngài dung thứ tội lỗi. Tình yêu thương của Thiên Chúa không miễn trừ việc nhìn nhận lỗi lầm của con người, cũng không cho phép con người lạm dụng lòng nhân hậu của Ngài. Chúa Giêsu đã đến giải thoát con người khỏi ách nô lệ tội lỗi. Người thấu hiểu sự yếu đuối của con người và sẵn sàng tha thứ, với điều kiện là con người thành thật nhìn nhận tội lỗi của mình và trở lại với người. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa và mau mắn trỗi dậy theo Chúa. Amen.